Ở video trước thì mình đã demo xong cái phần cập nhật cũng như là thêm sản phẩm số lượng ở trong cái giỏ hàng. Video này thì mình sẽ làm cái phần liên quan đến việc xóa cái sản phẩm trong cái giỏ hàng đấy. Đây, mình sẽ đây cái này thì không đủ rồi, để mình sẽ mua một cái khác. Đây, còn đấy, thì ở đây mình sẽ có thêm một cái tính năng về trong cái giỏ quản lý giỏ hàng nữa là mình sẽ có thể xóa. Đấy, các bạn nhìn thấy mình có thể xóa được cái số lượng. Đấy. Ok, mình có thể xóa được cái số lượng này.